Nếu không phải dễ dàng tin nam nhân thì sao ta có thể rơi vào tình cảnh này? Xưng tên đi, não của ta không chạm kẻ vô danh. Đáng cô lại các ngươi, đừng hòng ngăn bổn tiểu thư. Tâm nguyện của ta là khôi phục cơ nghiệp nhà hắn. Võ Thần Tam Quốc, game đấu tướng xếp lực tự do, chính thức ra mắt. Thank you.
Thank you.
không phải dễ dàng tin nam nhân, thì sao ta có thể rơi vào tình cảnh này? Xưng tên đi, não của ta không chạm kẻ vô danh. Đám cô lại các ngươi, đừng hòng ngăn bổn tiểu thư. Tâm nguyện của ta là khôi phục cơ nghiệp nhà hắn. Võ thân Tam Quốc, game đấu tướng xếp lực tự do, chính thức ra mắt.
No, 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 no.